Tí nữa mình dẫn sâu cho cái thằng nó lên level 12. Không biết tiếp đánh, thực ra là các bạn phải practice nhiều chứ còn... Nếu mà tiếp nó chỉ đặc thù cho một vài game thôi. Ví dụ bây giờ nó say, nó gặp một cái matchup khác mà tip nó cũng như vậy thì gần như là không thể. Mình đang chờ đợi Zack đánh này. Chúng ta còn hơn 1 tiếng 48 phút nữa. Anani sao rồi á? Anani sắp mắt rồi. Mùa này thôi coi như bỏ. 8k không lên được, 7k9 được xuống. Nói chung là đen. Megabit khó đánh. Ninja Pro no food, yes. Thôi, ba luôn rồi, hoặc rồi, chắc chắn luôn. GG. Deck Earthquake này mà gặp deck Balloon thì gần như là sẽ mua chắc. Vừa Earthquake vừa Bomb Tower coi như bỏ. Con này coi như bỏ luôn. Deck quá khó để chống lại Balloon Cycle. Đâu deck này nó dễ. Nhiều bạn quá tìm mãi không xong. Ok, King of Sea Pompeo. Một cái mắt chắp mà mình phải nói là quá quen thuộc. Hot Cycle đánh với Balloon Cycle. Em lên đổ mồ hôi mới xuôi nước mắt với 6k3. Càng lên cao thì các bạn phải càng tâm lý rồi. Đánh toàn những mấy cứ khó chịu. Nhưng mà có một cái điều là mùa này các bạn thấy là meta nó rõ rệt đúng không?
nó không giống các mùa trước. Mùa trước ta còn thấy những cái deck deck đặc kiểu off beta, nó đánh deck tung kiểu mà đánh free free to play. Nhưng mùa này gần được không meta rõ rệt luôn. Where Viper đi offline right now bro, and come back soon. Last hour fast card right now, no. Chân nhờ bóp. Hai giây. Hi, it's your failing. I add you on my Facebook. Ốc đẩy quá nhanh, không kịp trận. Oh wait, Fireball. No. Bỏ đi mà làm người. Thanks. Lỗi quá lỗi. Let's go, Pompeo. Let me change the title. Pompeo. Hey, from Italy, the World Cup. Hey, okay, come back to the ladder. We have some top player playing. Adaban vs. Ogoni King. Do you have Ogoni King? Yes. Let me show next game. He is beating Adaban right now. Khó đánh.
Don't stick a knife today. I'm watching a semaphore. Yeah, okay. My bullet, he's a bad man. Okay, okay. No way. Bao cycle vest go là lava clon hydrolit my friend. You have zap about bomber have zap and fireball actually go so win I'll see pilot below is like next. No, you're illicit. Cho mấy miếng. Không cho. Nhém nhém nhém. Đoán lắm. Rồi rất country Việt Nam. Vietnamese. Việt Nam. I'm hero from Vietnam. The Miss Universe. That's good. Woo! The 951 one hit balloon coming. One hit. One hit. No. If you want donation for me, yeah, my PayPal here. Viper offline. No, Viper offline, bro. Do you think Jerry I'm serious or for fun? For fun. Viper offline right now, sorry guy. It's Glenn. Sorry. Wrong player in game. Hot Storm Sun. Anh ơi em vô làm việc nha. Okay, cảm ơn em. Ác Tôm Xăng, đây là một cái ác mà phải nói là nếu các bạn nào chơi từ những năm 2017 thì các bạn sẽ nhớ cái ác này. Đây là cái ác mà đầu tiên mình giúp mình làm clip khá nhiều. Tuy nhiên thì đấy là một user cũ, còn bây giờ user mới thì mình không biết ai. Xem cycle deck á, deck này deck cycle mà. Balo cycle đây. Thôi rồi, nhưng mà thực ra bây giờ họ cycle thì chỉ có hop lại đó thôi. Hop balo thôi, Xbow thì ít, Xbow chỉ có 1-2 người chơi hiện tại thôi. Không có nhiều. Star top 1, EU 2 à. Render, dạng Grand thằng Render này mình không biết là nào cũng vậy. Hello Dog Boss. How many trophy you on, 7, 3. Mình đang chờ đợi Jack phút nữa nhưng mà hiện tại Jack đang gọi là đang đợi. Nhưng mình nghĩ là Balloon sẽ ăn được thôi. Cái thẻ cuối cùng của Miner, thẻ cuối cùng của Aston Sun là Fireball.
Uầy. Con Zasu này đánh đẹp ấy. Top one right now, star. Star. Không biết con nào. Điều cần thiết của Pompeo của bây giờ là anh ta phải chặn được cái chặn Wolfbreaker mà Fireball. Fireball must get TV. Fireball must get TV. Không cần thiết một cái giáp gì rồi. Phải dùng Fireball cho Balloon. Marian số 4. Thằng Viper chắc nghỉ rồi. Mình nghĩ là Viper nghỉ rồi. Thằng đúng rồi. Bây giờ không bút được chắc nghỉ. 8k là quá đủ. Mình đang chờ đợi rắc trận vào start game. Thôi xong rồi, không kịp đủ Ellie để mới chặn được Warwicker. Những cái deck bay này thường thủ quân bộ rất yếu, rất chậm. Quái vật thật. Ok, Pompeo zoom in the king. Còn 10 lock nữa à? Con nào vào đây cho một cái. Bao nhiêu stream Sunday and Saturday. Nên Chris nói maybe come back hey Pompeo. Sam Pompeo điểm gì. Thank you.
Lâu anh em, mình phải quay trở lại ở đây. À, 18 phút nữa. Jack searching, he's searching for... hello em, anh đang... Giờ này mới ngủ dậy sao mà lại like vào đây? Đó. Phần này chắc phần sáng sớm của nó rồi. Không khỏe lắm, ăn sushi đấy. Em khỏe không? Chuẩn bị làm rồi à? Lên tàu điện ngầm cho có wifi để xem anh stream không? Em bị ốm nặng rồi á, ốm covid rồi sao? Không đi ra ngoài thì không lỡ may lây covid ở đây nữa. Bị corona thật rồi. Subscribe.